Quang Huy xin kính chào các bác. Ngày hôm nay, Quang Huy xin tư vấn cho các bác chủ đề kỹ thuật thi công cốt thép. Sai lầm dùng gạch kê thép móng. Sai lầm dùng gạch kê thép móng, gia chủ nhất định phải lưu ý. Một sai lầm mà chắc chắn rất nhiều đội thi công mắc phải hoặc cố tình làm sai, đó là thay vì dùng con kê bê tông thì sử dụng gạch đỏ để kê thép móng. Gạch có đặc tính hút và truyền nước không như bê tông. Khi nước truyền vào gạch rồi đến cốt thép thì là vỉ thép. Điều đáng nói ở đây là khi phát hiện và nhắc nhở thì các bác thợ thường chống chế rằng khi đổ bê tông thì sẽ nhấc ra. Các bác nghĩ sao về vấn đề này ạ? Em xin khẳng định luôn là với cốt thép nặng cả vài tấn thì lấy xe beng cậy ra còn khó, chứ đừng nói là nhấc lên. Với cả lúc đầu bê tông mới còn ít, còn sức mà nhấc. Đến khi bê tông đổ nhiều rồi thì càng tăng độ nặng và mệt thì không thể nào nhấc gạch kịp và mệt quá nên sẽ cố tình bỏ qua. Vì vậy em chắc chắn là không thể cho ra được nhiều. Và cuối cùng chủ nhà chịu thiệt vì giảm chất lượng công trình. Các bác cứ thử nghĩ mà xem, với mỗi điểm kê chúng ta sử dụng nửa viên gạch mà cả hệ móng phải kê đến cả trăm đến vài trăm điểm như thế. Vì vậy các bác thợ phải sản xuất hoặc mua con kê bê tông cho móng. Các bác gia chủ lưu ý nhé.